Hôm nay ngày nghỉ. Bữa nay ế quá em ơi. Nhưng mà bữa nay anh bắt được mấy con sò anh đủ vốn rồi. I'm gonna take the canoe out right now, just right down the backyard. My mom's and my dad gonna come with me, and we're gonna come out there and catch some ghost minnow, okay? And try to test this out and see what's going on. All right, it's very very hot today. I mean, it's almost 100 degrees, and my mom's all covering up. Too hot. Okay, all right, let's go. Hôm nay ngày nghỉ. À, dẫn bà xã đi ra hồ câu bữa. Nên bữa nay đi bằng canoe. Bữa nay bơi xuồng anh nhớ ngày xưa. Bơi xuồng anh nhớ ngày xưa. Mày mấy mấy. Lên lên. Survey line của nó đó. Làm gì? Nó tính theo cái mực nước ở đó rồi. Công nhận dịch đẹp thiệt chứ. Cái đầu sừng la hả? Ừ, ở Mỹ này nhiều khi ngộ ghê á. Dịch đẹp dễ sợ luôn. Dịch rồi chim chóc rồi nó bay à. Đã ha. Cò quá trời. Nó làm xong nó nhảy quá trời. Bởi vì cò nó mới kéo ăn. Nãy giờ không lấy cái lưới kéo thử coi. Quay cảnh này giống quay ở dưới biển luôn. Rừng U Minh. Biển. Rừng U Minh á. Anh chưa tới rừng U Minh nhưng mà thấy trong phim rồi quay. Này đang đi đóng phim nè. Tìm con điềm bịp kiểu chiều. Nó mới quậy ngay đây. Y nhớ dưới biển. Bơi đi nha, đi nhỏ bông súng. Bông điên điển, hái bông điên điển. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Đêm ru điệu nhớ dòng hò miền Tây. Không thuộc thôi. Quá trời cỏ ta. Miền Tây xanh sắc hoa màu. Bây giờ mình vô đây kéo cá mồi em đi ha. Ok. Lại chỗ mát mát trên trước nè. Trước mặt nè. Chỗ mát mát này chắc có. Kéo cá mồi kiếm ít cá lòng tông. Vô cái cây đó mát á. Ừ, lại chỗ này mát nè. Ừ, trước mặt đây mát hơn nè. À, cái này nhìn lý tưởng quá nè. Ừ. Đây đi, lũi vô đây đi. Xích xích tới đây xuống. Cột vô đó đi Milly. Okay. So right here look like a very good spot. It's a nice shaded area. Just gonna tie my canoe here. My dad will help me with the landing net. So
Okay, so my dad's gonna go from the outside and I'm gonna just stay in the shallow. It's not too deep, so maybe we'll catch some right here. Wow, that's a lot. Did you just scoop up? Got up. There's a lot in there. Cái thùng. Cái thùng này nè. Wow. Có cá rô nữa nè. Có. Cá rô mà đều cá rô nhỏ. Đi làm mồi được. Làm mồi được. Rồi, tắt cái đây. Con nào cũng được. Ồ, đây cây nhiều quá. Thích dở đại lên đây cây không? Ồ vậy mà cũng có chứ. Thì chỗ mát mẻ mà nó có chứ. Có nè, có nè. Đỡ bắt vô đi, lụm đi. Có con nào lụm vào đó đi. Đỡ đi. Đó, quá trời đi chứ. Được chứ ơi. Wow. Vô đi. Wow. Wow, nhiêu đó về kho được cái dĩa luôn. Cá mồi, cá mồi. Nhiều lắm em, nửa chén á. Nè, nhìn nè. Nè. Wow, trời ơi. Zoom lại, zoom lại. Nè. Wow, để cái tay Mili xuống đây. Đó, vậy mới thấy được. Nhảy quá trời. Ồ, về kho tiêu đi nha. Lâu quá không có ăn cá. Cá lòng tông, cá lòng tông kho tiêu hả? Lùm rác kìa. Kho tiêu cái chỗ dưới tấm mỡ rồi vô ha, cái bỏ nấm mèo vô ăn đã lắm. So I mean, well, I got a few, so right now I'm just gonna clean up the net, make sure all the leaf is out. Nhiều cá mồi đủ rồi. Nhiều đủ câu rồi. We just had enough. We don't need like a lot. Kind of roll it up. Gì đó? Ơi, what's that? Oh my god, look at this. Ủa sống hay chết vậy? Con này sống hay chết vậy? Ủa wow, con gì vậy anh? Con này con gì? Con sầu huyết hả? Sầu huyết. Không phải sầu huyết, sầu huyết đâu, sầu huyết đâu bự vậy? Con này. Wow. Wow. Con này con gì vậy ta? So con à? Việt Nam kêu con gì? Nghêu, không phải. Còn sống không? Còn sống rồi, còn sống. Sao kiếm sống? Nè, nhìn nó còn cái lưỡi nó le le đây. Đạp nè. Thấy tròn tròn. Vậy dẹp lưới vô mò thử coi. Dẹp lưới coi. You know my dad, as we cleaning up the net, my dad found one of this. It's a big clam. Really really big, as big as my palm right here. Con nói con gì ta? He found it just right over there. So if there's one, there must be more. So I think I'm gonna put this away and maybe look around and see if I can catch any more of this. This is a pretty good find. You don't find very often something like this. What? Con này con gì ta? Con chém chép thì không phải, con chém chép này dài. Con sò con gì á? Sò con gì á? Tao đi mò mò nữa coi gặp không?
đi 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 đạp 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 cái chân này coi coi chừng nó tròn trật trở cả nó đó. We got one so far, so here I got a few in here. Only a few bait, ghost minnow and one big clam. So I think I'm gonna go around. My dad, he said he feel it with his foot. So I'm gonna try the same thing, and maybe I can find one. So it's around this area. You know what? I'm gonna put the đáp, cooler. Đáp cái chân tròn cái chân á. Ôi nè. Nè nè dính con nữa nè. Ồ dưới sình nó chui dưới sình nó nha. See my dad. Đáp phải lần dưới sình á. Đã vậy ta? Ừ. Nè con nữa nè. Anh làm dưới sinh á. Đạp chậm. Em thấy thằng gì con thai á. Nó mò một lần cừu đau quá là cả thùng luôn á. Nè quay vô đây có được hai con rồi nè. Hai con rồi nè. Đó. Được hai con. Hai con bự dữ vậy ta. Bự dữ ta. Ông nhận bự dữ. Bữa hổm em thấy con thai nó không biết nó đi mò đâu mà cả thùng luôn á. Nó đạp mò dưới mày đi. No, my dad just got another one. I didn't get any yet. So, got two so far. I'm just gonna feel it with my foot. Đâu nhẹ nè. Nhẹ mà tròn trưng trưng á là nó. Xuống lấy tay á, em thấy lấy tay á, chứ chân rủi mình không biết thì mình đạp luôn á. Oh ha, I got one right here. Ủa chết rồi. Ủa còn sống. No, still alive. Ờ hả hỏng luôn. Wow. Oh, still alive. Đâu để rút vô coi hả hỏng nha. Hả hỏng luôn còn hả hỏng. Look at this. Wow. It's still alive and it's open. Wow. My first one. Hả hỏng luôn. Còn nữa ba. Nó từ từ nó đi. Từ từ. Đụng mà không biết á. Nó sình á, Em thấy thằng khai nó không biết nó ấy đâu. Oh, there's another one. Hey, nè. Oh. Wow. Nè. Wow. Thấy chưa? Dữ vậy ta. Ồ, mili dính đó hả? Nó dưới sình á. My dad and I, we both got it at the same time. Wow. Same time too. Pretty big one. Then. Oh, they are alive. Công nhận bự thiệt á. Wow, thấy không? Thấy. Nè. Wow. Oh my god. Two. Lần đầu tiên. Really, really big one. So we got five so far. We got five. Okay. This one is still open. Wow. Còn nó hả hỏng luôn. Sống. Vậy là này nó sống, nó đâu có chết đâu. Sống hả? Tại vì nó mình mới mò lên nữa còn hả hỏng. Từ từ thôi. I thought I got one but I didn't. It was a rock. I think I found another one. I just step on it. Here it is. Wow. Another one. Oh my god. Oh my god. Đã quá vậy. Wow. You know what? There's a lot out here for some reason. Very, very big one too. They're all alive. I got 2, 4, 6 so far. You know, they kind of stay a little deep, maybe about... Hey, look, my dad got another one right here. Wow. See? Now. Wow. Trời ơi, đã vậy ta. Ông không ngờ, tự nhiên. Tháng tư ha. Ôi, đã quá. Ồ, phải là mấy chục mãi, biết mình kêu sao lên đi theo cho. Oh, look at this.
sao nó lên trên cạn dữ vậy ta? Nó nằm trên cạn dữ vậy? Hai con ở đây rồi bác. Đâu? Ê, rớt cái máy. Chỗ này đâu có ai. Đâu? Ồ, hình như ngay dưới chân con nữa nè. Nè. Ngay chân. Oh. I just step on one right here. À. Millie nó đạp lên nè. Yeah, I just step on it. There are two right there. I haven't picked it up yet, but I just step on this one. And I drop this. Nó ăn sình em ơi. Cái con này nó ăn sình. Đâu thúi được phải không? Không, không có thúi. Không thúi là còn sống. Wow, quay vô đây coi. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 con rồi. Wow. Hai con luôn hả? See this one right here. This is the one that I show. The other one is milk. When I come by, all the mud is kind of stirring up. I cannot see the other one, but here's another one. Big. Wow. Chỗ này đất cứng à, đất cứng chắc không có à. Đất cứng thì đất cứng à. Mình trả lịch quần quần chỗ sinh à. If we go further up this way, the mud is kind of hard. So I don't think there's any of them around. Let's go back around this area, see if we can find any more. I got a few, my dad got a few. So, hey. Look like he got another one. Không phải, không phải. Không phải. I may have found one over here. Mà thấy công nhận ở Mỹ này nhiều cái. It's not. Ngộ á. Cá mắm rượu gì cũng nhiều trơn á. Đây, đây. Đâu? Nữa hả? Đây. Đây. Ôi ôi. Bự dưới vậy ta. Bự ghê ha. Trời ơi. Bởi vậy hổm Khang nó làm một thùng phải rồi. Ừ, hổm em thấy Khang nó làm một thùng nó bỏ lên Facebook á. Wow, mình không ngờ nó sống ở đây ta. Ủa rồi nó làm sao nó đẻ ta? Nó đẻ bằng cái miệng nó mà. Ừ. Đạp đạp kỹ kỹ nó. This is my feet to kind of drag around every inch. Đây, một con nữa. Nè hả hổng nè. Con hả hổng nè. Chắc hết rồi hả? Đâu có nhiêu đó đâu, nó phải còn nữa chứ sao hết được. Mà nghĩ ngay đây nó có cái bóng mát thì chắc. Chỗ này xinh nè, chỗ này xinh nè, nó ở xinh á. Lá cây nó rụng nhiều. Nó ở xinh đó mấy á. Chỗ này nãy mình tưởng đâu kéo cá không có mà nó cũng có nữa. Có chứ. Cá mồi quá trời. Cá mồi thì ở đâu cũng có hết á. Hồi nãy kéo mà đâu có kéo hết lưới đâu, kéo mới tí xíu rồi dở lên liền. Cũng có cá. Ây da, ây da, ây da. Hết rồi, chắc hết rồi. Thôi đi câu đi chứ. Thôi giờ về luôn chứ câu gì. Có mồi rồi. Hai câu. Câu thử mấy cái coi. Ok. Thôi đi. Cá nó nhảy nhảy nhiều quá, chắc cá, ba nghĩ chắc cá chép quá. Cá chép thì con mồi này nó đâu có ăn.
Bữa nay cậu không biết sao mà nãy giờ em ru. Chắc trời còn nắng quá à. Phải đi trễ trễ một chút, nãy cậu biểu đi trễ trễ một chút, đi sớm quá. Lâu lâu vẫn ghệ đi mà nãy nắng quá trời. Đó dịch. Ở Mỹ này nó có nhiều điều bất ngờ. Nhiều khi đi mình đi làm chuyện này mà nó ra chuyện kia. Giống như mình đi bẫy tròn mà dính được thỏ. Không dính tròn mà dính thỏ. Bữa nay đi câu cá mà bắt toàn là con gì, con clam là... Cái con đó tiếng Việt không biết kêu là gì ta? Nghêu hả? Con đó không phải con nghêu nữa. Không phải con chim chép mà không biết con đó con gì nữa. Anh ấy ơi, câu có cá không vậy? Bữa nay ế quá em ơi. Nhưng mà bữa nay anh bắt được mấy con sò, anh đủ vốn rồi. Bắt được mấy con chim chép. Chứ kêu chim chép thì không biết phải không. Rô nhỏ thả đi ha. Thả đi. Câu thử là có cá chép không? Cá chép là câu mồi bắp chứ cá chép là câu mồi này nó không ăn đâu. Cái này mà câu cá chép cũng sướng nè. Ngồi đây mà thả ra. Thả mồi ra ngoài á. Nãy đi ông lấy thử lông bắp. Tính đi câu cá bass thôi chứ. Tại đâu. Câu cá chép là cái lưỡi phải khác. Bữa nay tính được câu cá bass. Cá chép là lưỡi nhỏ lại. Lưỡi này bự. Hai lão tiều, hai lão gì ngư phủ, hai ông ngư phủ. Thế sao nó nói đói kỳ ta? Phải dập cửa. Đó, trước mặt á. Giống ở Việt Nam quá. Chế, xuồng chế nè.